Xin chào bác, nhà mình em tôi dân dã vừa với sơ chế xong hơn một tuần về được cái hoa đu được lùi đá mất này. Đây em sơ chế em chọn lọc hết này, bỏ hết bớt những cái cẳng to và những cái vụn đi. Đây là một anh khách VIP quen anh đặt em cái loại thừa, đặc biệt là phải đu đủ được trên lùi đá quá nhá. Của dân trên bản này gieo cái cây hoa đu đủ trên lùi đá. Các bác nhìn này, em sơ chế phơi khô sao vàng hạ thổ thơm lức luôn. Đây các anh nhìn này đó. Em sẽ chuyển vào 4 cân khô cho anh ấy, còn đâu chỗ còn lại em sẽ cho vào ngâm một đông đá rừng già. Đó anh nhìn toàn lụa lụa hoa nhé. Cái này sơ chế qua rất nhiều công đoạn mới được như này, chứ không không đơn giản là chỉ hái xong phơi khô đâu các bạn. Cái này mình biết làm thì nó sẽ không gây ảnh hưởng đến cái dạ dày. Nếu mà mình biết sơ chế mình làm thì nó sẽ tốt cho dạ dày và hỗ trợ nhiều các bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa. Đây các bạn đặt như này. Đó. Đây em sẽ bị đóng gói để chuyển vào Sài Gòn cho anh khách quen của em. Đấy, bắt đầu cần cái hoa đu được này để sắc nước uống hoặc là ngâm mật ong đá rừng già dạng như này. Đúng sẵn thì các bạn alo cho em vân dạng đó nhé. Đây đây ngâm sẵn đây các bạn nhìn này. Đó. Rất là thơm ngon. Đây các bạn nhìn này. Đó. Thế bắt đầu cần hoa đu được và để sắc nước uống và hoa đu được để ngâm về mật ong đá rừng già, các bạn alo cho em vân dạng các bạn nhé. Em chào các bạn.